chào các bạn hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn đọc những cái thương hiệu phổ biến nha mình biết có rất là nhiều bạn đã biết đọc những cái từ này rồi nhưng mà bạn nào cảm thấy chưa có chắc á thì các bạn có thể xem để kiểm tra lại nha đầu tiên là cái siêu thị tesco 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 không phải là tesco nha thông thường nếu mà chúng ta nói chuyện với nhau á thì chúng ta hiểu chúng ta nói là tesco nhưng mà nếu các bạn đi xe taxi mà nói là đưa tôi đến Tesco thì người ta sẽ không có hiểu đâu. Các bạn sẽ nói là Tesco. Tesco. Cái chữ tờ các bạn nói là T. Tesco. Tesco. Không phải là cô mà là cô. Tesco. Rồi, đây là cái siêu thị giá rẻ. Các bạn nói là Audi. O. Các bạn nói giống như là cái chữ áo á. Nhưng mà các bạn đừng có vòng nguyên cái miệng lại. Các bạn nói là Áo. Các bạn đang nói cái chữ áo. Thì giữa chừng, các bạn đừng có vòng cái miệng lại. Các bạn nói là Áo. Áo. Xong rồi. đi Audi. Audi. Cái chữ đờ đó đó. Các bạn nói là D, không phải là đầy, giống như là tiếng Việt nha. Các bạn nói là audio. Rồi tiếp theo chúng ta có là Morrison's, Morrison. Xong rồi hàng sau các bạn xịn cái Morrison's, Morrison's. Cái chữ rì các bạn nói nhẹ thôi, các bạn nói hơi lướt lướt qua một chút nha. Morrison's Morrison's Đó Các bạn nói Morrison's Cũng được Mà khi các bạn nói nhanh á Các bạn nói Morrison's Rồi tiếp theo là cái Lido Lido Các bạn nói cái chữ li Xong rồi tới cái chữ đồ Các bạn đừng có nói đồ mạnh quá Các bạn chỉ cần nói Đồ Đồ Không phải là đồ không phải là lay đồ mà là li đồ lay đồ li đồ li đồ rồi tới cái siêu thị này nha cái siêu thị này á mình nói thì dễ nhưng mà khi người ta nói có thể là mình khó nghe mình đọc á là m n s như vậy để nó dễ đúng không nhưng mà khi người ta nói á người ta sẽ nói là m n s m xong rồi qua cái chữ người ta sẽ nói em men ness em -men ness em men -ness. em -men đó rồi các bạn đọc lại nha em ness em -ness. rồi tiếp theo cái này là will call will call cái chữ will nó giống như là were yêu will Nhưng mà khi các bạn nói Các bạn đừng có nói will mạnh quá Các bạn chỉ cần nói will Will Xong rồi C call, call Hơi điệu điệu một chút nha Không phải là cầu Mà là cầu Will call Will cầu Rồi tới cái chỗ này là Super truck Super truck. Các bạn nói siêu, sờ yêu siêu. Nhưng mà sau cái chữ siêu, các bạn bỏ mơ lại, các bạn nói soup. 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 Xong rồi sau đó các bạn nói ba. super. Super. Xong rồi nói truck cái chữ giờ với lại cái chữ R đó các bạn nói giống như là giờ xong rồi tới cái chữ Z mà hai cái chữ đó nó nhập lại với nhau á nó sẽ ra là giờ đó xong sau đó tới cái chữ R nó sẽ ra là Tr. đó nó hơi phức tạp đúng không Tr. đọc cái âm cuối là truck truck truck, truck. soup super truck super truck rồi tương tự tới cái hiệu này đọc là super try hồi nãy là truck bây giờ là try super try super try super try rồi tới cái hãng này là adidas hoặc là Adidas. Có người nói là Adidas là sai, phải đọc là Adidas. Nhưng mà mình thấy trong những cái mẫu quảng cáo á, có chỗ người ta sẽ nói là Adidas, có chỗ người ta sẽ nói Adidas. Cho nên các bạn nói cái kiểu gì cũng được nha. Adidas, Adidas hoặc là Adidas. Rồi tới cái hiệu này các bạn đọc là Nike hoặc là Nike đều được nha. Thì nó cũng tương tự với lại cái chữ Adidas hồi nãy. Trên những cái mẫu quảng cáo có lúc á người ta sẽ nói là Nike. Có lúc người ta sẽ nói là Nike. Thì các bạn nói cái nào cũng trúng hết trơn nha. Nike hoặc là Nike. Rồi, tới cái này các bạn đọc lại gì? Bạn nó lại nó là Primark. 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 Hơi khó đúng không? Các bạn bấm môi lại các bạn nói Pri Xong rồi ma Đang nói cái chữ ma giữa chừng Thì các bạn chặn lại Các bạn nói K Mark Primark Primark Right mark. rồi tới cái này h n m thông thường nếu mà chúng ta có nói sai á, chúng ta nói h n m người ta nghe người ta vẫn hiểu nha nhưng mà khi người ta nói lại người ta có thể nói là h n m h n m đó cũng cái chữ đó nhưng mà khi người ta nói thì người ta nói âm lại với nhau cho nên các bạn nghe thì rất là khó cho nên khi mà các bạn nghe người bản xứ người ta nói cái chữ này khi mà người ta nói nhanh á người ta sẽ nói là hnm đọc từ từ là hnm khi mà người ta nói nhanh người ta sẽ nói là hnm 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 rồi tới cái hiệu này các bạn đọc là su dễ ha cái bạn nói giống như là cái chữ ớ, sờ trong tiếng Việt á. Sờ. sù sù Rồi, cái hãng này các bạn đọc là Uniqlo. "Uniq" "lo". "Uniq" giống như là giờ yêu yêu á. "Uniq" "lo". Uniqlo. Uniqlo. Uniqlo Cái chữ Q đó đó Các bạn nói giống như là cái chữ K nha Uniqlo Uniqlo Cái đó là người Anh hoặc là người Mỹ người ta nói nha Còn người Nhật người ta nói á, là Uniqlo Đó cái kiểu người ta nói là như vậy Tại vì cái đó là cái thương hiệu của Nhật nha Rồi trong tiếng Anh các bạn đọc lại Uniqlo rồi, tới cái ngân hàng này, các bạn đọc là Barclays Bar... Xong rồi K. Xong rồi Lay Xong rồi Xì ra cái Barclays. Barclays 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 Rồi cái video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc Và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nha